recommended. So that's three, those are three ways to represent demand, schedule, curve, and function. And secondary purpose, that's what I mentioned earlier. That's the other thing being equal. In this example, change from 0 to 3. And from the top to the bottom, you see that the price increase. And the other column shows us the quantity demanded. And you see, when the price increase, the numbers of cones of ice cream that people, that's the customer want to buy, decrease. And these are kinds of show using the table to show demand. And from this, you can functionalize this relationship. How to functionalize this relationship in terms of mathematics? Yes, you will first determine the form of the functions of the demand function, and in the simplest way. You can guess from the theory that the price and the quantities have a negative direction. And then you can assume easily that this relation is a linear. Okay? And you can use the functions, the first level function to express this relation. And from first level relations, we have something to note. Yes, not necessary. So you can take the form y equal a plus b x. It means y bằng a cộng với b. So you replace the functions, the general function with this specific value, you will find a and b. And from that, you can show the functions of demand. And for demand curve, you will use graph like this. As to connect all the point, all the combination of quantities and price, and then you connect all this together, and you can test the demand curve. That's three ways to represent demand. And remember, that's for demand curve, for graphing demand, you always put price as vertical axis and quantity as a horizontal axis. Yes, so price, because in this, you will see any change in this price will lead to the change in the quantity on the horizontal axis. So back to your example. After you can list all the factors that have impacts on demand, you have to show the factors will lead to any change in the along this curve. It means from this point to this point, or it lead to the move of the whole demand curve to the left or to the right. Okay, and when the factor lead to the whole demand curve to the move to the right or to the left,
can say not only to the shift move to the left or to the right, but lead to the shifting of the tanker. And along this curve, we call it the movement. Trong tiếng Việt thì mình gọi nó sẽ là gì? Là dẫn đến đường cầu di chuyển hoặc là dịch chuyển. Dịch chuyển là shift, thì nó sẽ làm cho cả đường cầu này sang phải hoặc sang trái. Có nhân tố như vậy. Và có nhân tố thì sẽ dẫn đến là sự từ điểm này, điểm này. Dọc theo đường cầu thì mình gọi nó là movement. Move và shift. Thế thì di chuyển và dịch chuyển. Đấy. Along là move thì sẽ là di chuyển. Thế còn từ cả đường này sang phải và sang trái thì sẽ là dịch chuyển. Đấy. Và shift. Thế thì ở đây này, chúng ta thấy này. What factor lead to the movement along the tobacco? You can see any change in the price leads to a change in the quantity and lead to the movements from one point to another. So price of the product will lead to the movements along the demand curve. But others, with the assumption that price is kept unchanged, will lead to the shift of the demand curve, maybe to the left or to the right. If the quantity demands increase, the demand curve will lead to the right and decrease will lead to the left. And always with the assumption that the price is unchanged. Chỗ này nó sẽ hơi khó, không phải khó, nhưng mà nó sẽ khi mà mình thấy là trong ví dụ trong sách người ta sẽ hay biết là gì. Other things being equal, hoặc là when the consumer have a higher taxes with ice cream, the demand for ice cream will increase at every level. So the demand curve will be shift to the right. That means it là at every level, price level. Thế thì trong tiếng Việt thì mình sẽ nói là nếu như mà cái cầu ấy mà với giả sử như người ta ưa thích hơn với mặt hàng kem, và vì vậy mà lượng cầu về kem sẽ tăng lên ở mọi mức giá, và vì thế mà đường cầu sẽ dịch chuyển sang phải. Thế thì có thể mình sẽ cảm thấy hơi confused một chút, bởi vì mình nói rằng là cái sự thay đổi của cầu ấy thì có thể chia làm hai cái loại hoặc hai cách thay đổi. Một là thay đổi dọc theo đường cầu, và hai là nguyên cả đường cầu đấy sang phải và sang trái, đúng không? Thế nếu mà mình bảo là dọc theo đường cầu ấy thì chỉ là do thay đổi của giá của bản thân cái hàng hóa đấy thôi. Ví dụ nếu mình xét vào hàng kem thì khi giá của kem thay đổi thì nó sẽ dẫn đến sự di chuyển dọc theo đường cầu. Còn khi mà mình cố định giá và các nhân tố khác thay đổi thì nó sẽ làm cho đường cầu di chuyển sang phải và sang trái. Thế nên mình bắt đầu nghĩ là như vậy để dẫn đến sự dịch chuyển thì sẽ có cái điều kiện giả định đầu tiên, đó là giá không đổi. Thế nhưng khi mà mình diễn đạt thì tại sao người ta lại bảo là khi mà người ta có thị hiếu nhiều hơn đối với mặt hàng kem thì làm cho số lượng cầu tăng lên ở mọi mức giá. Thế vừa lúc mình vừa bảo là giả thiết là giá không đổi, đúng không? Bây giờ mình bảo là tăng lên ở mọi mức giá thì mới dẫn đến đường này dịch chuyển. Vì chúng ta hình dung là thực ra thì nó rất là kiểu rất là trực quan ấy, tức là cả cái đường như thế này mà nó muốn sang một đường khác, đúng không? Mà một đường khác song song với nó thì có phải là tất cả mỗi cái điểm này mình đều phải bê sang bên này không? Đúng không? Nó phải dịch chuyển cùng một đường lên, tức là với cùng cái mức giá đây này, mặc dù giá không đổi nhưng ví dụ như thị trường ở một cái mức giá này thì nó vẫn là cái mức giá này, nhưng cái lượng cầu của mức giá này nó sẽ là ở cái lượng mới. Ví dụ mặt hàng kem cũng là mặt hàng kem, nhưng nó có thể là ở cái mức giá này thì nó sẽ, tức là giá không phải là do giá thay đổi mà ở các mức giá khác nhau thì lượng cầu đều tăng lên,
đúng không? Thế còn giá thì vẫn là không đổi như ở các mức giá khác nhau, và vì vậy mà nó tăng lên ở mọi mức giá nên các cái đường cầu này nó di chuyển sang phải sang trái. Thế đấy, đấy là cái sự thay đổi của cầu thì nó là như vậy. Thế giờ quay trở lại với cái bài của mình, thế thì mình sẽ chỉ ra là không chỉ là những cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng đến lượng cầu, mà mình sẽ chỉ ra là những cái yếu tố ảnh hưởng đến lượng cầu đấy nó sẽ làm cho đường cầu nó thay đổi như thế nào, nó sẽ dẫn đến sự gì, sự di chuyển, hay là nó làm cho đường cầu di chuyển sang phải hoặc là di chuyển sang trái. Ok nhỉ? Thank you.
có thể nhìn hàm ý mình gì, nó thói quen vân vân, mình có thể đoán được. Nhưng trong một số trường hợp thì mình phải sử dụng các cái công cụ để lượng hóa nó ra, xem là nó thực sự là bổ sung, hoặc là trong cái bối cảnh này nó đang được sử dụng với tư cách là gì, là bổ sung hay là thế. Ví dụ như một nhà máy sản xuất sữa họ có thể mua được với cái tính chất là gì, là mang hàng bổ sung, đúng không? Nhưng mà một cửa hàng cà phê thì người ta lại có thể mua sữa bình thường để đi chạy ăn, là vừa là bổ sung cà phê và đường cũng có thể là bổ sung trong hai ngày chỉ ở đấy. Thì bây giờ sao đến trà sữa chẳng hạn, không thì người ta ứng dụng cái đồ trà sữa thì trước thì gọi trà là một loại đồ uống, sữa là một loại đồ uống, đúng không? Nhưng bây giờ hai thứ nó lại dùng với nhau, thế thì nó lại thành bổ sung được không? Thì chúng ta sẽ có cái công cụ để chúng ta đánh giá xem là trong tình huống đấy nó là bổ sung hay nó là thay thế, chỉ là cái cũng tương đối là hoàn hảo, ví dụ như là xe
số lượng tờ chính xác hơn, bởi vì là có thể cùng người đi ra nhiều lần mình không biết được đến số lượng tờ với tổng thể đúng không? Tuy nhiên là ở đây mình sẽ xem cái bản giả của hai mặt hàng đang là thể hiện tính chất của hai mặt hàng.
Thank you.
Thank you.
kia đi. Write these arrows parallels with the
instead of cross like this, because it shows the change in the quantity, and it should be parallel with the axis showing quantity. Okay, and this is how the movement happens along the curve. So that's the demand. And we work similarly with the supply. Okay, now you see that if the demand curve is a downward sloping one like this, the supply curve is a upward sloping. If the supply curve is a upward sloping, what does it mean? What does the form of the curve of the supply curve show us? Đường cầu thì dốc xuống. Thế giờ mình trên thị trường thì sẽ có thêm đường cung nữa từ phía doanh nghiệp nữa. Đường cung thì sẽ dốc lên, và cái dốc lên đấy thì nói chúng ta điều gì? Cung tăng lên. Ờ, cung tăng, cung tăng. Cũng nghĩa là sao nhỉ? Không, tức là không phải cung tăng thì cầu giảm, mà là khi mà cung mà bất cái đường này này, đường cung hay là đường cầu, tại vì mình nhìn ở đây mình thấy như là slide gửi cho các bạn, mình thấy slide rồi. Thế thôi lấy giúp mình cái cô ơi đi. Ví dụ. Cái gì nhỉ? Lấy cái bảng. Critical thinking. Và như vậy mình bảo rõ ràng là cung tăng thì gì? Thì cầu giảm mà. Bởi vì là trong một trường hợp cụ thể, ví dụ như này, có những mặt hàng mà người ta đang đi mua là bởi vì người ta thấy rằng nó quá khan hiếm, đúng không? Mà có số lượng cầu, bao giờ người ta có số lượng cầu tại mỗi mức giá. Ví dụ như là đơn giản như vào giai đoạn Covid ấy, khẩu trang ấy, đã bảo là đang thiếu hụt thế này, đúng không? Thế là mọi người đều làm sao? Đổ xô đi mua. Thế rồi mình thấy tín hiệu, mình thấy là rất nhiều nhà sản xuất người ta lại bắt đầu gì? Sản xuất và mình không lo thiếu nữa. Thì lúc đấy là sao? Số lượng cầu lại ở một cái mức giá nào nó lại giảm, đúng không? Nhưng trước đây 200.000 một hộp thì có tận gì? 500 hoặc là triệu người muốn mua. Nhưng bây giờ khi mà thấy là cung tăng thì 200.000 một hộp thì lại chỉ còn một nửa cái số đấy muốn mua thôi, đúng không? Nên là vẫn có thể, tức là kinh tế thì nó, tức là khi mình học càng nhiều thì mình sẽ càng trở nên ba phải hơn. Đa dạng. Mình càng trở nên ba phải hơn, một phải, hai phải, ba phải, đúng không? Thế thì khi mà mình thế thì mình, nó nhưng nó là những tình huống gì tương đối là đặc biệt. Thế, nhưng mà việc của mình là mình nghĩ rằng vẫn có thể xảy ra. Thế nhưng nó là xảy ra trong trường hợp nào và mình sẽ argue nó như thế nào. Thế còn với một quy luật là vẫn là gì? Ceteris paribus. Giả định là các cái yếu tố khác là không đổi, thì khi giá của hàng hóa mà tăng lên thì sẽ nhà sản xuất họ sẽ có xu hướng sản xuất nhiều hơn. Cái đơn giản là nhà sản xuất ấy thì họ bị chi phối bởi gì? Mục tiêu. Chúng ta học buổi sáng goals of a firm là gì? Maximize profit hay là profit maximization, đúng không? Thế mà muốn maximize nó thì người ta làm sao để maximize nó, đúng không? Nhá, một là tăng số lượng bán. Thế nhưng mà tăng số lượng bán thì cũng chưa chắc, lúc đấy người ta sẽ phải giữ mối quan hệ giữa lượng bán và gì? Và giá bán. Đúng không? Vì mình thấy là profit thì bằng revenue mà trừ đi gì? Và trừ đi cost.
Thế giả thiết rằng là cost không đổi đúng không? Thế như vậy revenue thì nó phụ thuộc vào gì? Nó phụ thuộc vào, mà thực ra nếu như người ta thay đổi lượng bán ấy, thì người ta sẽ phải thay đổi cái số lượng sản phẩm sản xuất, và như vậy nó sẽ có mối quan hệ là tác động lẫn nhau, tức là không phải cái này tăng cái kia cũng tăng, nhưng tốc độ nó là bao nhiêu. Thế nhưng mà nhìn chung là khi mà giá mà tăng lên và lại other thing being equal đúng không, thì cái margin ấy, cái margin là cái lợi nhuận biên ấy trên một đơn vị sản phẩm sẽ tăng lên đúng không. Và như vậy đấy chính là cái incentive với họ, cái incentive với họ, bởi vì là trong những cái quy luật của kinh tế học ấy thì có những cái luật quy luật này, các bạn nên nhớ này. Một là people face trade off, nó chính là refer đến cái gọi là opportunity cost ấy. Là mình làm việc gì đấy mình cũng đều phải đánh đổi, và nếu mình làm việc này thì mình sẽ phải từ bỏ những việc khác thì mình mới đạt được, mới có cơ hội làm việc này. Ví dụ mình ngồi học ở đây, điều đấy không bao giờ là miễn phí, mà nó không chỉ tính bằng số học phí mà chúng ta phải nộp, mà nó tính bằng thời gian. Mà nếu chúng ta không ngồi ở đây thì chúng ta có thể làm được những việc khác, và điều những việc đấy đều tạo ra giá trị, đúng không? Thế nên là opportunity cost, và chúng ta always face trade-off. Thế còn cái thứ hai là chính là cái opportunity cost, đấy là the price hoặc là the cost of something is what you have to give up to get it or to receive it. Đấy. Cái chi phí cơ hội của một thứ chính là những thứ mà ta phải từ bỏ để có được nó. Thế và cái kế tiếp theo đó là the rational people think as the margin, tức là cái con người duy lý và con người suy nghĩ bằng ý chí, bằng khách quan sẽ ra quyết định tại điểm cận biên. Tức là chúng ta ví dụ như bây giờ ở đơn vị công ty của anh Thắng mà định sản xuất quả, bây giờ mình cái quyết định của mình sẽ là gì? Có nên sản xuất thêm một cái quả nữa không nhỉ? Đúng không? Bây giờ anh làm sao anh ngồi cơ quan này anh giữ liên mình có sản xuất hay không? Mình không trả lời câu hỏi đấy, mà mình chỉ trả lời câu hỏi là mình có nên sản xuất thêm hay không. Thế thì thêm hay không thì mình cái căn cứ mình quyết định là gì? Đó là một cái thêm đấy có mang lại lợi ích cho mình hay không, đúng không? Và đấy chính là cái cận biên đấy. Ví dụ tiêu dùng cũng thế, bây giờ mình uống Starbucks và như vừa nãy, bây giờ bên này có cái nhóm là Starbucks, mình bảo nhưng mà mình đến giới hạn rồi, tức là một ngày mình cũng chỉ có thể, mà một tuần mình chỉ có thể uống 7 cốc cà phê, không thể uống hơn được, đúng không? Thế như vậy mình phải xem là nếu mình thay một cái cốc thứ 8 đấy là cái margin của cái tiêu dùng đấy thì nó có làm cho mình cảm thấy là mang lại lợi ích cho mình không? Lợi ích đây là mình sẽ tính bằng gì? Một là cái cost mình phải bỏ ra để mua nó, và cái lợi ích là những cái mà mình cảm nhận là cái giá trị của nó mang lại. Thì thậm chí có khi là mình thêm cái cốc đấy mình cảm thấy còn mệt mỏi, đúng không? Thì tại cái điểm margin như thế thì mình không nên sử dụng thêm. Thế nên hầu hết là mình sẽ có quyết định là có nên thêm hay không. Và vì vậy mà rational people think as the margin. Đấy. Thế thì quay trở lại là tại sao? Về bản chất thì nó là những cái principle, tức là nó rất là nguyên lý và nó rất là cơ bản. Thế nó sẽ thể hiện ở trong từng cái điểm ở trong lý thuyết, ở trong thực tiễn. Hoặc ví dụ với đường cung thì mình sẽ có là như thế này. Bút ở trên bàn. Đây mình sẽ có là đường này là đường cầu này, đường này là đường cung này. Đường cung nó dốc lên ấy, nó thể hiện rất là đơn giản, đó là khi mà giá của một đơn vị, giá của một sản phẩm nó tăng lên. Đây mình cũng nói luôn cả cái ý này, khi mà nói về đường cung đường cầu nhỡ sau lại quên không nói. Ví dụ như đây là một mức giá, đây là một mức giá, thì khi mà giá tăng lên nghĩa là bán một đơn vị sản phẩm thì nhà sản xuất sẽ thu được cái margin là gì, cao hơn, đúng không? Cái đây thì nó chính là cái phần này sẽ cần tăng thêm khi họ bán thêm một đơn vị sản phẩm, và điều đó thì khuyến khích họ là sản xuất nhiều hơn, khuyến khích họ sản xuất nhiều hơn. Và chính vì vậy mà đường cung mới là đường dốc lên, bởi vì càng ở mức giá càng cao thì nghĩa là cái lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm ấy
mà người sản xuất có thể thu lại nó ở mức cao hơn. Vì vậy mối quan hệ là mối quan hệ thuận chiều. Thế còn tại sao mà mình lại giải thích được trong trường hợp ví dụ như là bạn nói vừa nãy mình đã bạn nói là cung tăng thì là cầu cầu giảm đấy. Thế thì mình nói rằng đấy là trong trường hợp đặc biệt. Còn đây là mình nói là mình luôn luôn lưu ý rằng là trong điều kiện các yếu tố khác là không đổi. Thế còn khi tính đến một trường hợp cụ thể và có những cái hiệu ứng tâm lý kia thì nó chưa chắc đã là đúng. Nhưng nhìn chung là nó quy luật chung nó là như vậy. Còn trong tình huống cụ thể thì mình phải đưa vào mình những cái biến số khác để mà mình phân tích, đúng không? Thế ngoài ra ấy, thì thực ra khi nói đến cung cầu ấy, ông Matthew là một cái người mà một cái nhà kinh tế học rất là nổi tiếng, tức là các anh chị có thể sợ short Matthew. Thì ông ấy là người trở thành triệu phú nhờ bán sách kinh tế học ấy. Ông ấy là hình như trưởng khoa kinh tế học của Đại học Harvard. Thế mà ông ấy viết cái quyển này nó tương đối là dễ hiểu. Thế thì ông ấy mới nói là cái hai cái cung cầu này nó cũng là hai cái que thôi mà, đúng không? Nhưng nó giúp mình giải thích được rất nhiều thứ. Thế bây giờ khi mà nói cung cầu mình sẽ còn một cái khái niệm nữa mà muốn giới thiệu với anh chị ở đây. Đó là cái khái niệm về đấy là cái khái niệm về thặng dư. Tức là khi mình nói về benefits thì mình sẽ nói về thặng dư. Biết học rồi đúng không? Thì thặng dư ấy thì mình thấy này, thực ra thì với người tiêu dùng ấy thì sẽ có thặng dư tiêu dùng và với nhà sản xuất thì sẽ có thặng dư sản xuất. Thế thì thặng dư là gì? Thặng dư là cái phần giá trị mà người ta thấy được khi mà người ta tiêu dùng cái sản phẩm hoặc người ta bán hoặc người ta mua. Thế thì mình thấy là ví dụ đây là một đường cầu đúng không, trục đèn trục giá, thì mình sẽ thấy là cái điểm mà đường cầu này cắt với là trục giá đây này, mình có thể coi là cái mức giá cả kinh tế, tức là mức giá mà người mua này họ có thể sẵn sàng chi trả để có được hàng hóa, bởi vì nó cắt trục giá này mà, đúng không? Thì giống như là Starbucks này, mình bảo là cái cốc cà phê Starbucks này trông hình thức thì cũng đẹp này, vệ sinh có vẻ vệ sinh an toàn thực phẩm này, thế mà tiêu dùng mình cầm nó trông mình tự nhiên thấy mình cũng đẳng cấp hơn hẳn, đúng không? Thế nên là mình sẵn sàng được mình trả là 100.000 để mà mình mua nó. Thế nhưng mà khi mà mình đi mua thì cửa hàng này họ bán cho mình với giá 60.000 thôi. Thế như vậy chẳng ai cho mình 40.000 cả, đúng không? Nhưng tự nhiên mình lại thấy là đây là mức giá thị trường này. Đây, chính là cái này là P0 này, là mức giá thị trường. Thế mình bảo là, ôi, so với cả cái mức giá thị trường ấy, thì mức giá sẵn sàng trả mà mình lại chỉ trả đây. Thế nên cái phần này là cái phần lợi ích mà mình cảm nhận được từ việc mình mua sản phẩm này. Và vì cái này người ta gọi là CS, tức là Consumer Surplus, là thặng dư tiêu dùng. Đấy, chính vì vậy mà khi mà cái người ta ấy mà càng sẵn sàng trả bao nhiêu ấy thì người ta sẽ càng có mức thặng dư bấy nhiêu, đúng không? Thực ra trả ai cho mình cả nhưng mà mình cứ thấy mình lãi. Tương tự như thế thì nhà sản xuất, ví dụ cái cửa hàng bán Starbucks đấy, người ta chi phí sản xuất này người ta sẵn sàng bán mức giá này, thế nhưng mà vào ngày Tết, đúng không, thế là mình ra đấy mình ngồi mình chill, thế là mình thấy cũng hay, thế và vì vậy mà ngày thường có khi mình gì đấy 30k, lúc đấy lên đến 130k mình cũng gì? Mình cũng mua, mình cũng sẵn sàng. Một là cái tâm lý của mình, ôi Tết tiếc gì, đúng không nhỉ? Cả năm mới đợi ở ngày Tết, tiền đến lúc này mình có cơ hội để đi tiêu. Thế thì mình lúc này mình chỉ có tiêu thôi, đúng không? Thế nên là đây là người ta sẵn sàng. Nhưng mà thực tế thì người mua lại sẵn sàng chấp nhận ở mức giá này. Và vì vậy mà cái phần lợi ích mà họ thu được ở đây, ấy, cái này mình gọi nó là tự nhiên lại quên. PS, Producer Surplus. Thế đây là thặng dư tiêu dùng, đây là thặng dư sản xuất. Thế giờ mình thử nghĩ xem, nếu như mình là nhà sản xuất thì mình khi mà mình biết cái điều này thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ làm gì? Mình thử nghĩ xem là nó có liệu có ứng dụng gì không? Tức mình phải sản xuất ra nhiều hơn. Tức là một là mình thấy là đội này sẽ còn sẵn sàng trả mức cao, đúng không? Nên là mình có thể coi là cái thị trường của mình cũng hàm ý rằng là thị trường có thể là vẫn còn cái range cũng tương đối, đúng không? Còn dư địa ấy, tiếng Việt mình hay dùng cái từ thị trường còn dư địa.
cho nó ngầu. Cái gì nữa? Nó có liên quan gì đến chính sách giá của mình không? Có thể tăng giá. Ừ, có thể tăng giá đúng không? Vì vấn đề là người ta ở đây mà mình mới đang bán ở đây thôi, thị giá các bằng thị trường ở đây thôi. Thế nên là mình phải làm sao và gì đấy, cố gắng để chuyển bớt cái phần CS này, chuyển thành gì? Chuyển thành PS. Và vì vậy nó liên quan đến nếu mà đi ra chợ này, đây chính là sức mạnh mặc cả của hai bên đây này. Đúng không? Mình đi mua hàng, nếu mà mình biết rằng là gì? Ông bán này ấy, là ông còn có thể hạ giá nữa, thì mình chuyển bớt một phần gì? Phần PS của họ sang thành CS của mình bằng cách mặc cả với mức giá thấp hơn. Thế còn nếu như mà ông bán em mà ôi chồng còn nhà trông điều kiện lắm, trông có nhiều điều kiện lắm, có thể trả mức giá cao hơn đúng không? Thế nên là họ sẽ mặc cả để gì? Để mình trả mức giá cao hơn. Và họ sẽ chuyển một phần cái thặng dư của thặng dư sản xuất của mình này thành thặng dư tiêu dùng của họ. Và hai bên, đây chính là sức mạnh mặc cả của hai bên. Và nắm bắt được điều này thì chúng ta lại thấy có một điểm nữa, đó là thực tế không phải người tiêu dùng nào thì cái HP này cũng như nhau, và kể cả một người tiêu dùng vào những thời điểm khác nhau cũng không giống nhau. Ví dụ bây giờ đi taxi đang lạnh và đang mưa rét như thế này, ta sẵn sàng trả giá gì cao hơn để chúng ta sử dụng dịch vụ. Thế thì hãng taxi tội gì mà họ không đặt cái mức giá cao hơn cho mình vào thời điểm này? Nên là cái anh Grab và anh Uber chắc chắn anh phải học về kinh tế học. Thì anh ấy mới biết cách mà anh ấy chuyển từ thặng dư của người tiêu dùng sang nhà sản xuất một cách linh hoạt như thế. Mà trong khi đấy họ lại không bị cái giới hạn. Tức là mình thấy đấy, nó cũng là cái gì? Limited resources, đúng không? Vào những cái lúc như thế này, nguồn lực tự nhiên khan hiếm, đúng không? Mà khan hiếm thì theo đúng quy luật là giá của nó phải cao. Thế nhưng những hãng taxi truyền thống, đúng không? Người ta fix giá. Và như vậy lúc khan hiếm lại vừa không hài lòng khách hàng mà cũng không lấy được giá cao hơn. Thế bây giờ bản chất là gì? Là thỏa thuận. Và như vậy cái thỏa thuận này ấy, dần dần nó đến, nó trở thành là gì? Không phải thỏa thuận dưới với một bộ phận người mua, toàn bộ người mua hay toàn bộ người bán, mà nó đi vào những cái thỏa thuận có tính chất cá nhân. Và họ lấy những cái gì đấy, những cái giá cả kinh tế của một mà mỗi cá nhân này sẵn sàng trả, sẵn sàng offer này đến từng cá nhân một. Và bằng cách đó thì người ta cứ lấy từng phần nhỏ ở trong thặng dư tiêu dùng của người tiêu dùng và chuyển thành thặng dư của nhà sản xuất, mà người ta lại có thể tránh được những cái complaint về gì, về limited resources, đúng không? Hay mình thấy bây giờ các hãng taxi truyền thống ấy, để tồn tại họ cũng có sử dụng đấy đâu, về bản chất tên thì có thể vẫn là truyền thống nhưng cách thức mà họ hoạt động bây giờ cũng có khác gì Grab với Uber đâu, đúng không? Ví dụ bây giờ các anh chị gọi một cái xe taxi MyLink hay là gì đó, hoặc là một MyLink thì có khi còn có đội ngũ xe của họ, hoặc ví dụ như Xanh hay là gì đó của Vin với cả của Xanh SM thì vẫn sử dụng cái đội ngũ của họ. Nhưng mà một số hãng taxi khác như Thanh Nga gì mình gọi, mình có thể thấy đến một anh đến là như kiểu anh Grab, anh Uber ấy mà, đúng không? Lúc đấy là cái cách mà người ta điều phối nguồn lực. Và đấy chính là một cái phương pháp rất hay để có thể là gì đấy, sử dụng các cái nguồn lực khan hiếm một cách tốt nhất đấy, đúng không? Có những cái thời điểm xe bị nhàn rỗi và vì vậy người ta huy động vào những cái thời điểm đó. Và như vậy nguồn lực được sử dụng nhiễm liên tục và vào nhiều mục đích khác nhau, mang lại lợi ích cho rất nhiều bên, đúng không? Thế và bây giờ mỗi hợp đồng của chúng ta đi xe, mỗi lần ta đi xe là chúng ta sử dụng một hợp đồng cá nhân rồi làm gì? Cho từng trường hợp, chứ không phải là cứ lên xe đấy. Mà theo nguyên tắc nhân rất là minh bạch, là theo nguyên tắc thỏa thuận, chúng ta biết là giá là bao nhiêu, nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta chọn ok, còn nếu không thì chúng ta từ chối, đúng không? Rất là fair. Mà trong khi đấy nếu mà vào thời điểm giá cao thì mình phải chấp nhận giá cao, lúc đấy thì bản thân thặng dư của mình mà mình gọi đi xe vẫn cao hơn mà. Thế nên đây là chuyện vui, là có cái hôm cái đợt mà hình như Tết Dương Lịch hay đợt nào đấy của cái năm nào đó, cách đây 1-2 năm, thì lúc đấy là có bóng đá, cũng có cái trận bóng đá vào đúng cái ngày đấy, thế là mình mới cho trẻ con đi chơi. Thế lúc về thế là mình mới, tại vì mình lại sợ là đi lên phố thì nhớ để xe ở các thứ nó cũng bất tiện đấy, thế mình gọi taxi. Thế đến lúc về, nhưng mà mình lại không tính được tình huống là lúc về ấy, thì là các bác ấy còn xem bóng đá. Thế là mình ban đầu mình đặt đấy thì bình thường là mình đi cũng cái quãng đường đấy nó hết khoảng 60.000, thì lúc đầu có cái bác hay sao bác bảo là 150k có đi không. Thế mình bảo sao lại 150k tự nhiên thấy đắt hơn nhiều ấy. Thế là mình từ chối và nghĩ rằng là mình sẽ có thể gọi được nhiều cái xe taxi, nhưng 10 phút sau là trận đấu bắt đầu.
Và cuối cùng mình phải trả 250k cho một bác ấy gọi là rất là từ thiện nên là bác ấy mới đưa về đấy. Không xem. Ờ, thế là bác ấy bảo là đây là tôi cũng nể lắm ấy, thế là tôi mới thế này rồi thế kia. Nhưng lúc đấy mình cũng sẵn sàng rồi. Bởi vì lúc đấy là cái giá mức giá mà mình sẵn sàng trả ở tận đây cơ mà. Đấy, thì có những cái nguyên lý mà mình cảm thấy rằng là nó cũng dường như nó rất là đơn giản. Nhưng khi mà mình hiểu về bản chất thì thực tế là phải nói với anh chị rằng khi mà mình học cao ấy, tôi cũng chẳng biết người học cao hơn người học thấp học ở mức độ thấp hơn không. Vì nhìn về bản chất ấy, có khi chưa chắc nào học kế toán nâng cao chưa chắc làm kế toán đã tốt bằng mấy bạn học nghiệp vụ kế toán vài tháng đâu. Thế tuy nhiên có một điều mà mình thấy là cũng là quy luật thôi, generalize thôi, nó cũng tương đối là chính xác, đó là khi mà mình nhìn thì cũng cùng một cái vấn đề đấy, nhưng mà mình có cái cách nhìn đầy đủ, hoặc là ví dụ như mình convey cái ý tưởng của mình ấy thì nó sẽ có cái tính thuyết phục cao hơn. Và khi mà mình càng học nhiều thì có lẽ là vì càng thực ra là khi càng học nhiều thì mình sẽ càng đi vào bản chất của vấn đề. Và ban đầu mình thấy là quy luật chả đúng gì cả, nhưng mà sau đó thì khi mà mình tiếp tục nghiên cứu thì mình lại thấy là thực ra quy luật nó rất là đúng. Thế nên không phải dễ gì mà người ta được giải Nobel đâu ạ, đúng không ạ? Ông chỉ có mỗi mấy cái câu như thế thôi mà cuối cùng được giải này giải kia, đúng không? Thế nhưng khi mà mình càng hiểu sâu thì mình thấy thực ra người ta không sai, mà chỉ có điều là cái điều kiện giả định của người ta thì mình chỉ đọc mỗi quy luật thôi, nhưng mà mình không hiểu rằng là nó đúng trong điều kiện nào, trong điều kiện nào. Thế còn về bản chất thì quy luật thì vẫn có. Thế và mình vận dụng nó trong từng tình huống, nên là kinh tế học thì người ta mới gọi là kinh tế nói chung ấy mới gọi là môn khoa học tình huống là vì vậy. Thế nên nếu như mà không may mà mình có bị bắt bỏ cái gì đấy thì hãy bình tĩnh, bởi vì sẽ luôn có cách. Tất nhiên không phải lúc nào cũng là ngụy biện, nhưng mà mình vẫn có thể tìm được là liệu có thể nó đúng trong trường hợp nào đó hay không. Ok, nào bây giờ có cung cầu. So this equilibrium is the point thus the typical quantity demand and quantity supply equal. So this is the point of equilibrium. And normally we use E stands for equilibrium when we have to practice. And you see not this point we have quantity demand is equal quantity supply. It means we have many other points of that quantity demand is not equal quantity supply. And we have two stages here. First and the other. So from this status, we have total supply is higher than total demand. So this is a case of shortage. And for the case when total demand is higher than total supply, you will have no. In this, we have a surplus here. We have a surplus, and for these situations, we have a shortage. Three situations in the market when we equate between total supply and total demand, and those two situations of imbalance, that is a surplus or shortage. Now, the markets has a mechanism to automatically fluctuate and regulate to the equilibrium. Assume that the markets in the status of surplus. So, according to you, how the markets will regulate itself to the status of equilibrium? Now, from a status of surplus, how the markets will regulate itself to the equilibrium? Mình hiểu ý này không nhỉ? Thực ra ấy, thị trường ấy
nó cũng rất là thú vị bởi vì nó có cơ chế tự điều tiết đấy. Và mình thực về bản chất ấy, tại sao ta có thể can thiệp vào thị trường được? Ta can thiệp được vào thị trường ấy là bởi vì ta biết là thị trường có cơ chế điều tiết. Thế khi nó có cơ chế tự điều tiết như thế thì có phải là nếu như mà mình muốn cái sự điều tiết này mà diễn ra nhanh hơn, đúng không? Thì mình phải có những cái tác động vào gì? Cùng chiều. Thế mình nắm bắt được cái cơ chế tự điều tiết thì mới dẫn dẫn đến cái sự can thiệp vào thị trường sao cho hiệu quả. Thế giả sử như thị trường mà ở cái trạng thái mà như thế này, gọi là trạng thái dư thừa, đúng không? Thì sao? Thì điều gì xảy ra để nó đi về cái điểm cân bằng này? Thế nếu mà dư thừa thì trên thị trường mình sẽ thấy thế nào? Đúng rồi, cái gì mà dư thừa thì giá của nó sẽ gì? Giá của nó sẽ giảm. Và giá giảm thì sao? Đúng. Giá giảm thì mình sẽ thấy là giá giảm thì bản thân là một là nhà sản xuất, đúng không? Đây này, từ đây, từ cái điểm này, điểm cung ở đây, đúng không? Nó trạng thái dư thừa. Thế thì một là giá giảm. Giá giảm sẽ dẫn đến cho nhà sản xuất làm sao? Dư thừa. Dư thừa thì bản thân những nhà sản xuất họ sẽ thấy rằng là họ sẽ điều tiết để giảm sản xuất đi, nên mình sẽ thấy cái quy này, một là sẽ dần chuyển theo cái phương này, đúng không, đi về đây. Và thứ hai là giá giảm thì là người tiêu dùng mà sẽ có xu hướng thì mua nhiều hơn. Thế nên là một cái điểm nữa là điều chỉnh ở đây. Thế hai cái lực lượng, hai cái forces này nó gì đấy, nó regulate at the same time, đúng không, và dần dần nó đi về điểm cân bằng. Và lúc đấy không còn incentive cho việc là sản xuất thêm hay là sản xuất nữa, và như vậy trạng thái thị trường trạng thái cân bằng. Thưa cô, là ví dụ như trong trường hợp mà nhà sản xuất ra quá nhiều, ví dụ trong trường hợp mà giải cứu nông sản, ví dụ như có những đợt mà sản xuất quá nhiều dứa và dưa hấu, thì vì giá giảm xuống rất sâu, ví dụ chỉ còn 1.000 thôi, nhưng mà cầu không tăng lên, cầu cho dù tăng lên nhưng mà nó vẫn không đạt được cái mức mà giá tăng lên 2.000. Đấy chính là cái giới hạn về tiêu dùng đấy. Thì những mặt hàng đấy ấy, những mặt hàng đấy là những mặt hàng mà mình thấy rằng là cầu co giãn rất là ít. Thế nên là người ta tác động vào giá thì người ta phải xem trên cái mặt hàng đấy là cái cầu có co giãn nhiều hay là ít theo giá. Thế nên là với những mặt hàng nông sản ấy, là cái đường cầu của họ là cái đường cầu của mặt hàng nông sản là đường cầu tương đối dốc. Đây này, chúng ta nhìn thấy đường cầu dốc hay là đường cầu thoải. Đúng rồi, được mùa thì mất giá. Đây này, mình sẽ nhìn thấy này, nếu như hai trạng thái đường cầu như thế này, mình thấy một đường cầu như thế này và đường cầu như thế này, thì đường cầu nào sẽ ứng với cái hệ số co giãn cao hơn? Đường cầu thoải chứ, đúng không? Vì đơn giản là hệ số co giãn là gì? Khi giá này mà thay đổi một lượng, đúng không? Giá thay đổi ví dụ 1% thì lượng tăng lên 30%. Thế với đường cầu thoải này, đây đường cầu này, đường cầu dốc này, đây cùng giá đều thay đổi cùng một lượng này, đúng không? Thì đường cầu này nó chỉ tăng có thế này thôi, lượng cầu nó tăng có thế này thôi. Trong khi đấy này, với đường này thì lượng cầu nó tăng cùng này thôi mà. Thế và mấy mặt hàng nông sản thì đường cầu là đường cầu dốc. Những mặt hàng càng thiết yếu thì đường cầu càng dốc. Bởi vì là hệ số co giãn thì đấy, nó thể hiện là cái tính chất của nó như thế, nên là cái hệ số co giãn nó rất là nhỏ. Mà chúng ta sẽ thấy thêm một đặc điểm nữa về hệ số co giãn. Hơn đang nói luôn nhá, hệ số co giãn là gì? Hệ số co giãn ấy là cho chúng ta biết là khi một cái yếu tố này thay đổi 1% thì cái lượng bán hay lượng cầu thay đổi bao nhiêu phần trăm. Ví dụ hệ số co giãn theo giá thì tức là nếu mà giá của hàng hóa đấy, giá của nông sản thay đổi 1% thì lượng cầu về nông sản thay đổi bao nhiêu phần trăm. Thế còn nếu như mà co giãn chéo thì ví dụ như là giá của cà phê mà thay đổi thì số lượng cầu về trà thay đổi bao nhiêu phần trăm. Còn nếu mà co giãn theo thu nhập, tức là thu nhập mà thay đổi 1% thì số lượng cầu về hàng hóa đấy tăng lên bao nhiêu phần trăm. Đấy, tức là co giãn theo thay đổi tương quan giữa cái lượng cầu và cái yếu tố mà mình xem xét. Ví dụ như là cross elasticity thì sẽ là liên quan đến related goods. Nếu mà income thì sẽ liên quan đến income. Và nếu như là price elasticity thì sẽ là
to the products, the own products price, the price of the own products. Đấy. Thế thì ở đây mình thấy là nước sản thì có cái hiện tượng này, đúng không? Giống như vừa nãy là Starbucks ấy. Tất nhiên là đến một cái giới hạn nhá. Thế nên là ở đây tiếp đến này, cái thứ hai nữa là mình sẽ nhìn thấy một điểm nữa là cùng trên cùng một đường cầu, trên cùng một đường cầu nó sẽ có đặc điểm là ở các cái mức giá mà càng cao ấy thì hệ số co giãn sẽ càng lớn. Nhá, các đường cầu khác nhau thì hệ số co giãn khác nhau, nhưng trên cùng một đường cầu thì hệ số co giãn càng ở cái mức giá cao thì hệ số co giãn càng lớn. Thế nên là khi mà mức giá mà càng cao ấy thì càng mức giá cao thì mình giảm giá thì số lượng bán sẽ thường tăng nhiều hơn so với ở các mức giá thấp hơn. Nó tăng cùng giảm 1%, ví dụ như cùng ở cái mức giá ở cùng là ví dụ mình bảo nông sản là đang ở mức là bao nhiêu nhỉ? Chẳng hạn như bây giờ là 1 kg dưa hấu là 20.000 đi, đúng không? 20k 1 kg dưa hấu, thì bây giờ mình bảo là giá dưa hấu giảm 20%, đúng không? Giảm 20% tức là mình sẽ giảm được là từ 20.000 còn 16.000. Như vậy cái số lượng cầu sẽ tăng lên nhiều hơn so với việc là ví dụ ở mức giá thấp là mức giá ví dụ 10.000 mình bảo giảm 20% thì còn 8.000 thì cái số lượng cầu tăng lên sẽ ít hơn so với trường hợp trên. Được chưa nhỉ? Đấy, nên là cả ở mức giá càng cao thì hệ số co giãn càng lớn. Thế nên như vừa nãy em nói lên nông sản đấy, khi mà đã đến cái mức mà giải cứu rồi ấy, cái thứ nhất là bản thân nó là đường cầu dốc nên là người ta không thể tiêu dùng quá giới hạn được, mà nhất là những mặt hàng như thế lại rất khó dự trữ, thời gian bảo quản đấy, nên là những mặt hàng mà có thể dự trữ, có thể bảo quản được ấy, có hệ thống kho dự trữ bảo quản được ấy thì mới có thể là ấy thôi. Còn lại những mặt hàng mà không có cái hệ thống đấy là cực kỳ là khó trong mùa sau. Tiếp đến là ở cái mức giá ví dụ đã mức giá giải cứu rồi, còn có mấy nghìn ví dụ một cân dưa hấu thôi, đúng không? Như em vừa nói là có khi còn xuống nông sản giá xuống tận 1.000. Thế lúc đấy mình bảo giảm giá 50% đi thì có tăng được lượng bán không? Không, gần như là không. Đấy, nên là với nông dân là thường là được mùa thì mất giá. Đấy. Nhưng mà kinh tế thì lại cũng nói rằng là gì nhỉ? Điều mà đúng với tổng thể ấy, chưa chắc đúng với cả một nhóm nào đó. Tức là điều mà đúng với mọi người chưa chắc đúng với một số người. Giống như mình bảo là suy thoái kinh tế là tốt hay là xấu, lạm phát là tốt hay là xấu, có rất nhiều người chỉ mong lạm phát này giá mà cứ kéo dài mãi thì tốt quá. Có đấy ạ. Ví dụ lạm phát là gì? Là trường hợp là những người người ta giữ tiền, đúng không? Người ta giữ tiền và như vậy tiền mất giá. Thế nhưng nếu điều gì xảy ra thay vì giữ tiền mà mình đang giữ hiện vật, đúng không? Trước đây một cân khoai tây bán 10.000, bây giờ một cân khoai tây bán 100.000, thế tự nhiên mình giàu rồi còn gì, đúng không? Thế chính vì vậy mà cái điều mà đúng với mọi... Cái thứ hai là nông sản có thể như vậy, nhưng cái người mà người ta có nông sản vào gì? Vào đầu vụ, tức là người ta sẽ... thì người ta sẽ được mức giá rất cao, thì lúc đấy thị trường vẫn còn đang khan hiếm. Nên là cái người mà nông dân, cùng là nông dân nhưng người mà biết khéo trồng trọt và cũng phải có một chút may mắn bởi vì phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, thế thì người ta vẫn có thể thu được lợi nếu như người ta có thể điều tiết được cái mùa vụ ở mức độ nào đó và đưa ra đúng thời điểm, đúng không? Trái phụ nữa. Thế đấy thì nó là như vậy, tức là quy luật là như thế, nhưng mà trong từng tình huống cụ thể thì nó có thể khác. Đấy, như vậy để em có thể giải thích được hiện tượng là nông sản thì là như thế nào rồi, đúng không? Nhưng không phải. Và trên thực tế còn một vấn đề nữa, đó là cái câu hỏi đặt ra là thế giờ người bán ấy muốn tăng doanh thu thì theo anh chị là nên tăng giá hay là giảm giá? Cái đấy còn tùy nữa, giảm giá và cả tăng giá tùy theo. Tùy. Giảm giá thì cái thị trường bắt đầu có vẻ của nhà kinh tế rồi đấy, tức là tùy hơn. Bắt đầu trở nên mang phải bắt đầu trở nên mang phải, đúng không? Đúng là có lúc thì tăng giá nhưng mà có lúc lại gì giảm giá, bởi vì sao? Bởi vì mình thấy cái sức cho anh nó là đường dốc như này mà, nên là anh bảo tận ra đây là một cái sự trade off này, trade off giữa quantity và gì đấy và price, đúng không? The people face trade off. The firm face the trade off between the quantity and price. Thế nên là nếu mà mình muốn bán được lượng nhiều hơn thì mình giảm giá, đúng không? Thế nhưng bây giờ lại doanh thu của mình thì lại tính được sao? Thì lại bằng giá nhân với cả lượng.
Thế nên nếu mà điều gì xảy ra thì nó tốc độ giảm thì lượng lại lớn hơn tốc độ tăng với giá, đúng không? Thế lúc đấy doanh thu lại giảm. Thế nên là cùng là tăng doanh thu, nhưng nếu như mà cái hệ số co giãn đây này mà nó mà lớn hơn 1 thì người ta sẽ gì đấy, hệ số co giãn bằng 1 ấy, thì lúc đó doanh thu sẽ là mức tối đa. Cái thực ra mình hiểu bản chất tối đa ấy, thì nó rất đơn giản. Tối đa nghĩa là thế nào? Tối đa nghĩa là mình không thể tăng được nữa, đúng không? Còn khi mà mình thay đổi mà vẫn còn dẫn đến sự tăng lên, chứng tỏ nó chưa tối đa, đúng không? Thế thì khi mà hệ số co giãn mà bằng 1 ấy, hệ số co giãn thì bao giờ, hệ số co giãn theo giá bao giờ nó mang giá trị âm, bởi vì nó thể hiện là mối quan hệ ngược chiều giữa lượng cầu và giá mà. Nếu mình nói cái giá trị tuyệt đối ấy, nếu mà giá trị tuyệt đối của hệ số co giãn mà bằng 1 thì lúc đấy doanh thu sẽ đạt mức tối đa. Còn nếu như cái trị tuyệt đối mà lớn hơn 1 thì nghĩa là giá mà thay đổi 1% thì lượng thay đổi nhiều hơn 1%, thì lúc đó người bán muốn tăng doanh thu thì có thể tăng giá. Nhưng ở những cái mức giá mà thường ở phía dưới của đường cầu này này thì cái trị tuyệt đối, cái hệ số co giãn ấy nó nhỏ hơn 1 trị tuyệt đối ấy. Như vậy người bán ấy mà muốn tăng doanh thu thì lại phải tăng giá. Bởi vì lúc đấy cái phần trăm thay đổi về giá nó sẽ lớn hơn phần trăm thay đổi về lượng. Hay nói cái mình tăng giá cùng một lượng thì theo một tỷ lệ phần trăm thì nó sẽ làm cho lượng bán giảm ít hơn so với cái phần trăm mà tăng giá đó. Thế nên là tăng giá hay là giảm giá thì còn tùy thuộc vào mức giá đó như thế nào. Chứ không phải lúc nào mình cũng chỉ nghĩ rằng là cứ muốn tăng doanh thu thì phải giảm giá. Trong nhiều trường hợp muốn tăng doanh thu lại phải tăng giá. Mà lúc đấy ấy, ví dụ như mình ở cơ quan mà sếp mình mà giao cho mình, hoặc là mình yêu cầu nhân viên là xem là chính sách giá trong thời gian tới là nên như thế nào. Đấy, ví dụ nhân viên mà lên mà bảo là gì đấy, sếp ơi, đợt này em thấy nó bán hàng khó lắm, hay là mình giảm giá để thu hút thêm khách hàng, để tăng doanh thu đi. Xong rồi sếp cốc đầu cho một cái nhé, mình nhìn thế này, EP chị tuyệt đối nhỏ hơn 1 như thế này mà bảo là giảm giá để tăng doanh thu à? Như thế này mà muốn tăng doanh thu thì phải gì đấy? Thì phải tăng giá. Ví dụ như vậy, mình sẽ thấy là tùy từng trường hợp thì mình có thể phân tích về cái hệ số co giãn này. Nó có rất là nhiều cái khía cạnh mà nó có thể đơn giản, nhưng mà nó có nhiều cái khía cạnh nó cũng khá là thú vị trong cái chính sách giá của doanh nghiệp. Đây, nói nốt đoạn này nhé. Đây là surplus và shortage. Đấy, khi mà giá này nhỏ hơn mức giá cân bằng này, rồi lượng bán quantity demand so với cả quantity supply như thế nào, thì có excess hay là có shortage. Ở đây là hệ số co giãn này. Hệ số co giãn thì mình luôn tính bằng coefficient of elasticity thì bằng percent change in A này over percent change in B. Đấy, so always percent in percent. Đấy, nếu mà là price, thế thì ví dụ như là mình giảng sinh viên ấy, sinh viên đi học ấy, là nhiều lúc không hiểu, là cứ ngồi cứ học như vậy ấy, là một số bạn cứ học là hệ số co giãn mà theo giá thì công thức như này, hệ số co giãn mà cross, tức là hệ số co giãn chéo thì thế kia, rồi hệ số co giãn theo thu nhập này, học xong nó không nhớ gì cả. Trong khi đó bản chất rất đơn giản, đó là hệ số co giãn là phần trăm thay đổi của cái này so với phần trăm thay đổi của cái kia. Và ở trên tử số luôn là phần trăm thay đổi của lượng bán của cái sản phẩm, lượng cầu với cái sản phẩm mà mình đang xem xét. Bởi vì cuối cùng mình muốn xem là cầu thay đổi như nào mà, đúng không? Thế cái yếu tố và cái tác nhân ấy thì mình sẽ đặt nó ở mẫu số. Thế nên là nếu mà nó là phần trăm, nó là hệ số co giãn theo giá, thì ở dưới này sẽ là phần trăm thay đổi của giá. Hệ số co giãn theo thu nhập, dưới này sẽ là phần trăm thu nhập. Còn nếu mà hệ số co giãn theo gì, hàng hóa khác, hàng hóa liên quan, thì dưới đây sẽ là sự thay đổi của giá của hàng hóa liên quan. Đấy, và như vậy thì mình không cần phải học gì cả, mà mình cũng vẫn thuộc cái cách mà mình tính toán như thế nào. Đây là hệ số co giãn theo giá. Thì ở đây ấy, mình chỉ có là, không biết là chắc các bạn thì đều có cái, nhiều bạn đây có cái nền tảng tính toán rất là tốt. Thế nên mình cũng không cần phải, nên nó sẽ rất dễ hiểu các bạn thôi, thì mình cũng cứ giải thích. Còn khi nếu lỡ một số bạn mà có lỡ quên, đúng không? Thì mình có là có phải là phần trăm này, phần trăm thay đổi của quy đúng không? Trên phần trăm
delta t, đúng không? Thế thì cái này thì mình sẽ bằng là delta q chia cho delta p nhân với cả p trên q, đúng không? Thế thì ở đây mình có thể lấy delta như thế này, hoặc nếu như mà mình có một cái hàm cầu theo dạng là y bằng a cộng với cả bx, đúng không? Thì cái delta p trên delta q này, nếu mà hàm số mà là liên tục ấy, thì có phải nó chính là bằng đạo hàm với biến số của cái hàm số này theo biến số này, đúng không? Thì nó sẽ chính là bằng đây là delta q khi mà hàm liên tục, đúng không? Thì cái này gọi là ra số này, đúng không? Sai phân ấy nó sẽ trở thành gì? Đạo hàm. Nên đạo hàm đây nó sẽ ra là b. Thế nên là nếu khi mà mình phải làm bài tập ấy thì nó sẽ ra như vậy. Lát nữa mình sẽ làm bài tập để chúng ta biết. Thế cái co giãn này nó không thể tính là co giãn điểm, co giãn khoảng. Ví dụ mình lấy là delta q ở đây trên delta p. Nhưng khi nói một hệ số co giãn thì như vừa mình chúng ta vừa nói là gì? Trên cùng một đường cầu, tại các mức giá khác nhau thì hệ số co giãn khác nhau, nó không giống nhau. Nên bao giờ mình diễn đạt thì mình cũng phải nói rằng là gì? Tại mức giá này thì khi mà giá giảm 1% thì số lượng cầu tăng 2% chẳng hạn. Đấy, bao giờ mình phải nói là at this price level. Đấy, để mình nói là nó đúng là tại cái điểm đó. Thế nhưng mà nhiều lúc ấy, trong thực tế ấy, có những mặt hàng, ví dụ người ta đâu thống kê là nếu mà cốc Starbucks mà ở giá là 51.000 thì bao nhiêu, ở mức 52.000 thì bao nhiêu, đúng không? Mà người ta sẽ nói là gì? Nếu như mà mức giá mà trong cái khoảng là từ 50 đến 60.000 thì khi mà giá mà thay đổi giảm 1% thì số lượng cốc Starbucks bán được sẽ tăng lên 30%. Và như vậy cái con giãn đấy là con giãn khoảng. Thì thay vì cái P với cả Q ở đây là lấy cái giá trị như này thì chúng ta sẽ lấy gì? Lấy trung bình. Ở trong cái giai đoạn đó thôi, mình sẽ lấy P2 cộng với cả P1 xong rồi mình chia cho 2. Ví dụ như vậy thì để mình lấy cái khoảng trung bình thôi. Đấy, như vậy cái co giãn ấy nó có thể co giãn điểm hoặc co giãn khoảng thì tùy vào việc chúng ta. Bởi vì một nếu như chúng ta lấy một co giãn khoảng ấy, ví dụ từ 50 đến 60, mà mình lại thấy có một hiện tượng là gì, nếu mà mình nói rằng là một số bạn làm hoặc là khi chúng ta suy nghĩ xong chúng ta sẽ đặt câu hỏi là thế nếu bây giờ mà em bảo là cùng là trong mức giá là 50 đến 60, nếu mà mình mà không tính co giãn khoảng ấy, thì mình sẽ gặp cái câu hỏi là thế nếu em nói là nếu mức giá tăng từ 60, tăng từ 50 lên 60 tại mức giá nhá, P bằng 50, nếu mà giá tăng lên 1% thì tăng bao nhiêu? Mình lại tính ra một cái kết quả khác với việc là gì? Cũng là trong khoảng từ 50 đến 60, nhưng là tại mức giá 60, nếu mà mức giá giảm 1% thì số lượng cầu thay đổi như nào? Thế thành ra là để tránh cái hiện tượng đó thì người ta sẽ sử dụng là khoảng, nếu trong trường hợp mà chúng ta cần phải xét đến khoảng thì nó lúc này nó tùy từng trường hợp trong các cái bài toán cụ thể. Đấy là hệ số co giãn này. Đây là co giãn khoảng này. Co giãn khoảng mình sẽ thấy có q2, q1, p2, p1. Đây là ví dụ về nếu như mà bạn có một cái bảng mà thể hiện là giá và lượng như thế này thì khi mà mình tính co giãn điểm thì sẽ như thế nào và co giãn khoảng như thế nào. Chúng ta sẽ làm cụ thể vào bài tập. Đấy, cái là những cái về price elasticity. Và lúc mà vừa nãy khi mà nói đây là các cái yếu tố factor affecting demand elasticity. Một đó là gì đấy? Có hàng hóa thay thế hay không? Có dễ bị thay thế hay không? Nếu mà hàng hóa nào mà gì? Mà càng có nhiều sản phẩm thay thế thì hệ số co giãn sẽ cao nhất. Cao, đúng không? Bởi vì chỉ cần giá thay đổi một chút thôi thì người ta sẽ gì đấy? Chuyển sang hàng hóa khác này. Thế đúng không? Nếu mà mình bây giờ mình ra giả chiếu phim mà mình thấy là gì? Giá vé xem ngay mà cao quá thì mình đi xem đào phở và piano, đúng không? Vì hai thứ nó đều đang gì rất là hot. Thế nhưng mà nếu ít thay thế như trước khi mà đào phở với cả piano mà ha hot với cả cháy vòng vé với lại xuất chiếu hạn chế như hiện nay ấy. Chưa đủ tuổi à?
đấy là nó là phim 16 cộng, nhưng 16 cộng là bởi vì là nó là phim kiểu nó cũng hơi kinh dị một chút đấy. Thế là mình bảo không được xem kèm các bạn, nhưng mà những cái đoạn 16 cộng thì che mất hết rồi còn đâu. Hai phim đấy là 18 cộng à? Đào cộng là 18 cộng. Thế còn đào thì là 18 cộng ngày xưa. Đấy, đúng rồi đấy, để điện ảnh có tính chất tình huống thôi, đúng không? Khuyến thị nhiều khách hàng. Năm trước năm 45 thì người ta chỉ tưởng tượng thôi. Đúng rồi. Xem về tưởng tượng. Khi mà nó đã trở thành điều bình thường rồi thì nó sẽ giảm xuống còn 16 con. Theo đấy như là cái hệ quy chiếu thì nó cũng thay đổi rồi nữa. Ok, đấy nó cũng là một cái sự linh hoạt. Và vì vậy mà nó lại càng thể hiện tính chất tình huống nhiều hơn. Ok, rồi tiếp. Cái yếu tố thứ hai đó là proportions of total expenditure. Nghĩa là gì? Tức là nó chiếm cái chi tiêu trong cái mặt hàng đấy ấy, nó chiếm bao nhiêu trong cái tổng chi tiêu của mình. Thế nên là có khi là mình uống một cốc cà phê ấy, thực ra giá có tăng 200% mình cũng thấy là gì? Bình thường. Nếu như thu nhập của mình là gì đấy, ví dụ 100 triệu một tháng, mình chẳng quan tâm đến giá cà phê. Bây giờ thực ra có mấy khi mà mình đi vào thì mình đi mua, ví dụ mình đi mua cao mà mình mua xong rồi mình về mình lại ngồi mình soi xem là gì, hôm nay là giá bao nhiêu, tăng giảm thế nào, tỷ lệ tăng bao nhiêu phần trăm không. Mình không làm được đấy bởi vì nó chiếm cái tỷ trọng gì nhỏ trong cái tổng chi tiêu của mình. Và cũng bị lười nữa. Và vì chúng ta không phải làm research. Thế nên là mình không có recommend gì cả. Thế nếu như mà cái tỷ phần trong chi tiêu này của mình mà càng nhỏ, đúng không? Càng nhỏ thì hệ số cơ bản làm sao? Càng thấp, đúng không? Thế còn nếu mà chiếm cái tỷ trọng lớn thì lúc đấy mình sẽ cân nhắc rất là nhiều rồi. Thế như bây giờ ví dụ như là chi phí giáo dục, chẳng hạn như là mình đến con đến tuổi đi học, đấy thì mình đang tính là các cái range học các cái loại trường khác nhau ấy, nó rất là khác nhau. Thế nên là lúc đấy mình cực kỳ là price intense, gọi là incentive, rất là nhạy cảm với giá, đúng không? Tiếp này, durability of product. Thế thì ở đây là gì? Tức là cái tính lâu bền của sản phẩm. Nếu mà sản phẩm mà càng lâu bền, đúng không, thì cái hệ số co giãn nó càng thấp. Mình tính là mua một lần mà gì? Dùng mãi mà. Thế nên là ví dụ có lấy vợ mà có thách cưới cao một tí mình cũng có tiếc gì, đúng không? Để mấy mấy năm cơ mà, đúng không? Mà lại còn có khả năng là gì đấy, gì chỉnh linh hoạt nữa chứ, đúng không? Lúc mà mình cảm thấy là mình đang lỗ thì mình sẽ bắt được nhiều việc hơn chẳng hạn. Mất tiền hoàn sổ. Rồi, length of time period, thời gian sử dụng, đó là đấy là một số cái mà mình có thể mà mình sẽ làm là nhiều tố ảnh hưởng đến price elasticity. Ngoài ra thì còn những cái yếu tố như là mình nói là các bạn cũng cố gắng lưu ý, tức là trên cái cùng cái đường cầu hoặc là ở các cái mức giá khác nhau thì cái hệ số co giãn khác nhau, hoặc là cái mối quan hệ giữa việc là tăng giảm giá với cả doanh thu thì mình nên có chính sách như nào. Đấy, cái phần đấy là mình cũng nên nắm bắt. Đấy, và vừa nãy thì có một cái ý đó là trong cái trong phần thảo luận của các bạn ấy là cũng có một số bạn đề cập đến đấy, là ví dụ như là cầu về mặt hàng của mình ấy thì nó lại tùy thuộc vào tức là cầu với các cái nhân tố sản xuất ấy. Chẳng hạn như lúc các bạn nói là nếu mà muốn sản xuất quạt thì cần phải sử dụng nhóm này liệt kê một loạt các cái nguyên liệu, các cái yếu tố, các cái input mà sử dụng ấy, thì mình sẽ thấy là cầu mà với những cái mặt hàng gọi là factors of production và các cái input người ta gọi là derived demand, tức là cầu dẫn xuất hay là cầu thứ cấp, ý là cầu thứ phát chứ không phải thứ cấp, ý là cầu về nó thì lại phụ thuộc vào cầu của final goods and services, tức là phụ thuộc vào cầu của hàng hóa cuối cùng. Ví dụ như là mình muốn là sản xuất bao nhiêu cốc cà phê thì lúc đấy mình mới quay lại là mình cần phải mua bao nhiêu đường, mình cần phải mua bao nhiêu kg cà phê, đúng không? Rồi mình cần bao nhiêu nước, bao nhiêu đá, hoặc là ví dụ như là bao nhiêu cà phê mà có kem và chê, đúng không? Thì
thì bao nhiêu trứng để đánh kem chẳng hạn. Đấy. Thì đấy gọi là cái cầu cầu gọi là cầu cầu dẫn sắc. Vừa nãy mình bảo là cầu gì nhỉ? Cầu thứ phát. Đấy là một số điểm chính. Thôi cứ nắm được phần đấy thì mình nghĩ là cũng ok rồi. Đây đến marginal revenue này. Mấy phần mà liên quan đến marginal revenue này thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn ở trong cái phần mà chúng ta đề cập đến lý thuyết về sản xuất. Thế nên là về phần lý thuyết của buổi hôm nay ấy, thì có lẽ chúng ta sẽ dừng được ở đây. Vậy, ví dụ như đây là công thức của cross elasticity of demand, thì nguyên tắc chúng ta tính toán cách chúng ta xác định và chúng ta hiểu tương tự như vậy thôi. Thì các bạn có thể đọc thêm ở trong sách hoặc là trong slide. Thế mình nghĩ là cái phần lý thuyết của chúng ta hôm nay đến đây là được rồi. Thì chúng ta sẽ chuyển sang phần practice, phần bài tập. Thế chúng ta nghỉ giải lao một chút nhá. Sau đó thì có phần bài tập mà đã gửi rồi, chúng ta làm chúng ta sẽ hiểu thêm phần này. Đang nghỉ giải lao. Ôi nhanh nhỉ, thế mà đã 4 phút.